Thầy xin chào tất cả các em học sinh của lớp 11 cũng như tất cả các em học sinh đang theo dõi kênh Toán học đam mê. Các em thân mến, nội dung của chủ đề phương trình lượng giác ở trong chuyên đề lượng giác thầy trình bày như sau. Đầu tiên, thầy trình bày về phương trình lượng giác cơ bản. Sau đó, thầy trình bày các phương trình lượng giác thường gặp. Và phần 3 của chủ đề này, thầy tổng hợp các dạng bài tập về phương trình lượng giác. Nội dung của bài học số 1, phương trình lượng giác cơ bản, thầy trình bày bao gồm 4 mục. Mục 1, phương trình sin x bằng m. Mục 2, phương trình cos x bằng m. Mục 3, phương trình tan x bằng m. Và mục 4, phương trình cotang x bằng m. Trong video này, thầy trình bày mục 1, phương trình sin x bằng m. Thế thì, trước tiên chúng ta cùng xét định nghĩa, thế nào là phương trình lượng giác cơ bản? Phương trình lượng giác cơ bản có một trong các dạng sau đây. Dạng thứ nhất, sin x bằng m, hoặc cos x bằng m, hoặc tan x bằng m, hoặc cotang x bằng m. Trong đó, x là ẩn số, còn m là một số thực cho trước. Chúng ta cùng xét mục 1, phương trình sin x bằng m. Phương trình này thầy ký hiệu là phương trình 1. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu cách giải của phương trình 1, thì chúng ta hãy tìm hiểu về phương trình sin x bằng sin alpha. Xin mời các bạn cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình thầy có đường tròn lượng giác. Thế thì đường tròn lượng giác chúng ta đã học ở trong chủ đề công thức lượng giác. Trục thẳng đứng này ta ký hiệu là trục sin. Trục nằm ngang ta ký hiệu là trục cos. Khi chúng ta biểu diễn một cung trên đường tròn lượng giác thì chúng ta luôn chọn điểm A làm điểm đầu cho tất cả các cung. Và việc biểu diễn một cung trên đường tròn lượng giác nó phụ thuộc vào vị trí của điểm cuối của cung. Chẳng hạn, thầy có một cung alpha có điểm cuối là điểm M. Thế thì để xác định sin của cung alpha thì từ vị trí điểm cuối của cung alpha ta gióng vuông góc với trục sin, nó cắt trục sin tại điểm K, thì độ dài đại số OK chính là sin của cung alpha. Thế thì các bạn hãy suy nghĩ xem là có bao nhiêu cung mà có điểm cuối trùng với điểm M. Thì ở đây sẽ có vô số cung có điểm cuối trùng với điểm M. Điểm M này mà chúng ta di chuyển một vòng tròn thì điểm cuối lại trùng lại vị trí điểm M. Tức là tất cả các cung hơn kém nhau một bội lần của một vòng tròn, tức là một bội lần của 2pi, thì điểm cuối trùng với điểm M, tức là những cung đó có sin bằng sin của cung alpha. Tiếp theo chúng ta kéo dài KM, nó cắt đường tròn tại điểm M phẩy, thì chúng ta có cung AM phẩy, có vị trí điểm cuối là điểm M phẩy. Cung này có số đo là pi trừ alpha, thì sin của cung pi trừ alpha cũng bằng độ dài đại số OK, cũng chính bằng sin alpha. Như vậy, những cung có điểm cuối trùng với điểm M phẩy thì có sin bằng sin alpha. Nói tóm lại, tất cả những cung có điểm cuối trùng với điểm M và điểm M phẩy thì có sin bằng sin alpha. Mà chúng ta có vô số cung có điểm cuối trùng với điểm M. Các cung này hơn kém cung alpha một bội lần của 2pi. Và vô số cung có điểm cuối trùng với điểm M phẩy. Và các cung này hơn kém cung pi trừ alpha một bội lần của 2pi.
Do đó chúng ta có phương trình sin x bằng sin alpha tương đương với x sẽ bằng alpha mà cộng với k2pi, hoặc x bằng pi trừ alpha cộng k2pi. Trong đó k là một số nguyên. Thầy nhắc lại, phương trình sin x bằng sin alpha tương đương với hoặc x bằng alpha cộng k2pi, hoặc x bằng pi trừ alpha cộng k2pi. Đó, các bạn thấy điểm M mà chúng ta di chuyển một vòng tròn thì nó lại trùng lại với điểm M. Hay điểm M phẩy mà chúng ta di chuyển một vòng tròn trùng lại với điểm M, chúng ta di chuyển tiếp một vòng tròn nữa, nó trùng lại với điểm M. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về phương trình sin x bằng M. Thế thì cách giải của phương trình này như sau. Ở đây các bạn để ý, sin luôn nhận giá trị trong đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Do đó chúng ta sẽ xét hai trường hợp của tham số M. Trường hợp thứ nhất là số M lớn hơn 1 hoặc số M nhỏ hơn trừ 1. Có nghĩa là trị tuyệt đối của M lớn hơn 1. Thì khi đó ta có vế trái của phương trình 1 luôn nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Còn vế phải của phương trình 1 nằm ngoài đoạn từ trừ 1 đến 1. Cho nên trong trường hợp này thì phương trình 1 vô nghiệm. Tiếp theo ta xét trường hợp thứ hai, M nhận giá trị trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Có nghĩa là trị tuyệt đối của M nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thì khi đó luôn có một cung alpha sao cho sin alpha bằng M. Thầy nhắc lại, trong trường hợp giá trị M thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1 thì sẽ luôn có một cung alpha để cho sin alpha bằng M. Khi đó thì thầy chia ra làm hai khả năng. Khả năng thứ nhất là cung alpha này đặc biệt. Khả năng thứ hai, cung alpha này không đặc biệt. Ở đây, cái từ đặc biệt các bạn hiểu theo nghĩa là các bạn tra trong bảng giá trị lượng giác có sin của các cung ở trong bảng giá trị lượng giác nó bằng giá trị M thì chúng ta coi là đặc biệt. Hoặc chúng ta dùng máy tính cầm tay, chúng ta tính được. Thường là nó rơi vào các cung 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ, 120 độ, 135 độ, 150 độ, 180 độ. Khả năng thứ nhất, có cung alpha đặc biệt sao cho sin alpha bằng M. Thì khi đó, ta thay M bằng sin alpha thì phương trình 1 sẽ tương đương với phương trình sin x bằng sin alpha. Mà ở trong mục A chúng ta đã giải được phương trình sin x bằng sin alpha rồi, thì chúng ta áp dụng công thức ở trong mục A, ta được x sẽ bằng alpha cộng k2pi, hoặc x bằng pi trừ alpha cộng k2pi, k nguyên. Tiếp theo chúng ta xét khả năng thứ hai, không có cung alpha đặc biệt để cho sin alpha bằng M. Ở đây thầy nhấn mạnh lại là trong trường hợp này luôn có cung alpha để sin alpha bằng M. Chỉ có điều nó rơi vào trường hợp không đặc biệt. Thì khi đó phương trình 1 sẽ tương đương với x bằng arc sin M cộng k2pi, hoặc x bằng pi trừ arc sin M cộng k2pi. Các bạn ghi vào rồi thầy sẽ giải thích. Thế thì ở đây arc sin M chúng ta hiểu như thế nào? Các bạn hiểu như sau. Đây là một cung mà số đo cung này nằm trong đoạn từ trừ pi chia 2 đến pi chia 2. Và cung này có sin bằng M, tức là sin của arc sin M bằng M. Chúng ta xét ví dụ 1, giải các phương trình sau.
sin x bằng căn 3 chia 2, sin x bằng 1 phần 3, sin x bằng trừ 2, sin x bằng 1. Các em quan sát, thầy trình bày ví dụ 1. Câu A, sin x bằng căn 3 chia 2. Đầu tiên chúng ta xét xem số m bằng căn 3 chia 2 nó rơi vào trường hợp 1 hay là trường hợp 2. Thì ở đây chúng ta thấy trị tuyệt đối của căn 3 chia 2 bằng căn 3 chia 2 nhỏ hơn 1. Như vậy nó rơi vào trường hợp 2. Cho nên chúng ta kiểm tra xem có cung alpha nào mà sin alpha bằng căn 3 chia 2 hay không. Chúng ta tra trong bảng giá trị lượng giác. Hoặc là chúng ta dùng máy tính cầm tay để kiểm tra như sau. Ta bấm shift sin. Ta nhập vào căn 3 chia 2. Bằng pi chia 3. Như vậy, cung pi chia 3 có sin bằng căn 3 chia 2. Và ta thay căn 3 chia 2 bằng sin pi chia 3. Khi đó phương trình có dạng sin x bằng sin alpha. Phương trình này tương đương với x bằng pi chia 3 cộng k2pi hoặc x bằng pi trừ pi chia 3 cộng k2pi ca nguyên. Tương đương với hoặc x bằng pi chia 3 cộng k2pi hoặc x bằng 2pi chia 3 cộng k2pi ca nguyên. Và chúng ta kết luận phương trình có hai họ nghiệm. Tiếp theo, câu B, sin x bằng 1 phần 3. Ở đây ta thấy 1 phần 3 nhỏ hơn 1, như vậy nó rơi vào trường hợp 2. Bây giờ chúng ta xem có cung alpha đặc biệt nào để sin alpha bằng 1 phần 3 hay không. Ta bấm shift sin. Như vậy, không có cung alpha đặc biệt nào để sin alpha bằng 1 phần 3. Khi đó thì phương trình này tương đương với x bằng arc sin của 1 phần 3 cộng k2pi hoặc x bằng pi trừ arc sin của 1 phần 3 cộng k2pi ca nguyên. Kết luận phương trình có hai họ nghiệm x bằng arc sin 1 phần 3 cộng k2pi hoặc x bằng pi trừ arc sin 1 phần 3 cộng k2pi ca nguyên. Tiếp theo, câu C, phương trình sin x bằng trừ 2. Thì ở đây ta thấy trị tuyệt đối của trừ 2 bằng 2 lớn hơn 1. Nó rơi vào trường hợp 1. Như vậy, phương trình này vô nghiệm. Tiếp theo, câu D, phương trình sin x bằng 1. Thì ở đây ta thấy 1 chính là sin của pi chia 2. Do đó chúng ta áp dụng công thức nghiệm của phương trình sin x bằng sin alpha, ta được hoặc x bằng pi chia 2 cộng k2pi hoặc x bằng pi trừ pi chia 2 cộng k2pi ca nguyên. Tương đương với x bằng pi chia 2 cộng k2pi hoặc x bằng pi chia 2 cộng k2pi. Mà hai họ nghiệm này trùng nhau cho nên x bằng pi chia 2 cộng k2pi ca nguyên. Ta kết luận phương trình có một họ nghiệm x bằng pi chia 2 cộng k2pi. Tiếp theo, các bạn lưu ý cho thầy các vấn đề kiến thức quan trọng sau đây. Vấn đề thứ nhất, trước tiên các bạn cùng quan sát lên màn hình. Thì chúng ta có những cung có điểm cuối trùng với điểm B thì có sin bằng 1. Ở đây có vô số cung có điểm cuối trùng với điểm B. Các cung này sai khác cung pi chia 2 một bội lần của 2pi. Tức là chúng ta có sin x bằng 1 khi và chỉ khi x bằng pi chia 2 cộng k2pi ca nguyên. Tiếp theo, những cung có điểm cuối trùng với điểm B phẩy thì có sin bằng trừ 1.
Có vô số cung có điểm cuối trùng với điểm B phẩy và các cung này sai khác cung trừ pi chia 2 một bội lần của 2 pi. Tức là chúng ta có sin x bằng trừ 1 khi và chỉ khi x bằng trừ pi chia 2 cộng k2π ca nguyên. Tiếp theo, những cung có điểm cuối trùng với điểm A và điểm A phẩy thì giống vào trục sin. Sin của các cung này bằng 0. Thì chúng ta thấy điểm A mà di chuyển nửa vòng tròn thì đến vị trí điểm A phẩy, và điểm A phẩy mà di chuyển nửa vòng tròn đến vị trí điểm A. Tức là các cung có điểm cuối trùng với hai điểm này thì sai khác nhau một bội lần của nửa vòng tròn, tức là một bội lần của pi. Do đó chúng ta có sin x bằng 0 khi và chỉ khi x sẽ bằng, chúng ta chọn một cung đại diện, chẳng hạn cung có điểm cuối trùng với điểm A là cung có số đo 0 radian, chúng ta cộng thêm một bội lần của pi, tức là x bằng kpi. Như vậy, nếu như mà chúng ta gặp các phương trình sin x bằng 1, sin x bằng trừ 1, sin x bằng 0, thì chúng ta sẽ giải theo trường hợp đặc biệt. Tiếp theo, chú ý thứ hai, đó là ngoài đơn vị đo góc, đo cung là radian, thì chúng ta còn đơn vị đo là độ. Cho nên khi mà giải phương trình lượng giác, chúng ta có thể sử dụng đơn vị đo là độ. Phương trình sin x bằng sin a độ khi và chỉ khi x bằng a độ cộng k 360 độ, hoặc x bằng 180 độ trừ a độ cộng k 360 độ. Nhưng mà chúng ta khi mà lấy nghiệm, chúng ta chỉ hoặc là dùng đơn vị độ hoặc là dùng đơn vị radian, chứ chúng ta không vừa dùng đơn vị độ vừa dùng đơn vị radian trong một công thức nghiệm. Tiếp theo, chú ý C, phương trình sin U bằng sin V, trong đó UV đóng vai trò là những biểu thức của X, tương đương với U bằng V cộng K2P hoặc U bằng Pi trừ V cộng K2P. Thầy lấy ví dụ 2, giải các phương trình sau, sin của X cộng 30 độ bằng 1 phần 2, sin của 2X cộng Pi chia 6 bằng sin X. Các bạn quan sát thầy giải ví dụ 2. Câu A, phương trình sin x cộng 30 độ bằng 1 phần 2. Thế thì ở đây, đơn vị đo họ cho chúng ta là độ. Nghĩa là khi mà chúng ta giải phương trình, chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm có đơn vị đo là độ. Ta có 1 phần 2 chính là sin của 30 độ. Và chúng ta áp dụng phương trình sin U bằng sin V, ta được tương đương với phương trình x cộng 30 độ bằng 30 độ cộng k 360 độ, hoặc x cộng 30 độ bằng 180 độ trừ 30 độ cộng k 360 độ. Biến đổi ra ta được phương trình trên x sẽ bằng k 360 độ, phương trình dưới ta chuyển 30 độ sang với phải thành trừ 30 độ. Như vậy ta được x bằng k 360 độ hoặc x bằng 120 độ cộng k 360 độ ca nguyên. Ta kết luận phương trình có hai họ nghiệm. Tiếp theo câu B, phương trình sin 2x cộng pi chia 6 bằng sin x. Thì ở đây phương trình này có dạng sin u bằng sin v, và ta có phương trình này tương đương với 2x cộng pi chia 6 bằng x cộng k2pi, hoặc 2x cộng pi chia 6 bằng pi trừ x cộng k2pi ca nguyên. Ta chuyển x sang về trái, chuyển pi chia 6 sang về phải, ta được tương đương với hoặc x bằng trừ pi chia 6 cộng k2pi, hoặc x bằng 5pi chia 18 cộng k2pi chia 3 ca nguyên. Và chúng ta kết luận phương trình có hai họ nghiệm. Như vậy, trong video này thầy đã trình bày về phương trình cơ bản sin x bằng m. Trong video tiếp theo về chủ đề này, thầy sẽ trình bày phương trình cơ bản cos x bằng m. Các bạn nhớ đăng ký kênh
và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn đừng quên ủng hộ thầy bằng cách like và share để mọi người cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.